Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 đang nóng lên từng ngày với hàng loạt cú sốc cho cựu Tổng thống Donald Trump. Dù được tỷ phú Elon Musk tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ, phần lớn nhân viên của ông tại Tesla, SpaceX và mạng xã hội X lại bất ngờ dồn tiền cho đối thủ Kamala Harris. Không chỉ dừng lại ở đó, nữ hoàng nhạc pop Taylor Swift, ngôi sao có sức ảnh hưởng toàn cầu, công khai bỏ phiếu cho bà Harris, khiến chiến dịch của ông Trump thêm phần lung lay. Thậm chí hơn 100 cựu quan chức đảng Cộng hòa khẳng định ông Trump không đủ tư cách để lãnh đạo nước Mỹ thêm một nhiệm kỳ, trong bối cảnh bà Harris đang dẫn trước ông Trump tại các bang chiến trường quan trọng. Cuộc đua trở nên kịch tính hơn bao giờ hết, mở ra nhiều bất ngờ khó đoán cho chặng đường phía trước. Trong khi tỷ phú Elon Musk tuyên bố ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, phần lớn nhân viên tại các công ty của người giàu nhất hành tinh này lại quyên góp ủng hộ cho đối thủ của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa là Phó Tổng thống Kamala Harris. Theo Open Secrets, tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử của Mỹ và dữ liệu vận động hành lang, đa số nhân viên tại các tập đoàn Tesla, SpaceX và X đã quyên góp cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Cụ thể, nhân viên tại Tesla đã đóng góp 42.824 đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của bà Harris, cao hơn so với mức 24.840 đô la Mỹ cho chiến dịch của ông Trump. Nhân viên tại tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX đã quyên góp 34.526 đô la Mỹ cho bà Harris so với 7.652 đô la Mỹ cho ông Trump. Trong khi đó, nhân viên của mạng xã hội X đã ủng hộ 13.213 đô la Mỹ cho bà Harris so với con số chưa đến 500 đô la Mỹ cho ứng cử viên Trump. Mặc dù các con số này tương đối nhỏ đối với việc gây quỹ cho chiến dịch, nhưng phản ánh khuynh hướng chính trị trái ngược với chính tỷ phú Musk. Trước đó, người giàu nhất thế giới đã bày tỏ ủng hộ ứng cử viên Trump trên mạng xã hội X. Tạp chí Wall Street Journal ngày 15 tháng 7 dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, tỷ phú Musk cam kết đóng góp khoảng 45 triệu đô la Mỹ mỗi tháng cho American PAC, một ủy ban hành động chính trị ủng hộ chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ứng cử viên Trump. Ông Musk đã từng ủng hộ Tổng thống Joe Biden vào năm 2020, nhưng đã chuyển sang ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Cựu Tổng thống Trump đã tuyên bố, nếu thắng cử, ông sẽ bổ nhiệm doanh nhân Musk làm người đứng đầu một ủy ban hiệu quả của chính phủ. Dữ liệu Open Secrets bao gồm các khoản quyên góp từ nhân viên và chủ sở hữu công ty, các thành viên gia đình trực hệ của những cá nhân đó. Luật tài chính bầu cử cấm các công ty tự quyên góp cho các chiến dịch liên bang. Taylor Swift, tỷ phú, ngôi sao nhạc pop đình đám, đã công khai ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Trong bài đăng trên Instagram cá nhân với hơn 283 triệu người theo dõi, Swift ca ngợi Harris là một nhà lãnh đạo tài năng và vững vàng và tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho liên danh Kamala Harris và thống đốc Minnesota Tim Walz. Tôi sẽ bỏ phiếu cho Kamala Harris và Tim Walz trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tôi ủng hộ bà ấy vì bà ấy đấu tranh cho những quyền lợi và mục tiêu mà tôi tin rằng chỉ một chiến binh thực sự mới có thể bảo vệ. Tôi tin tưởng rằng chúng ta có thể đạt được nhiều thành tựu hơn nữa dưới sự lãnh đạo của bà ấy, khi đất nước được dẫn dắt bởi sự bình tĩnh chứ không phải hỗn loạn, Swift viết. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự phấn khích và ấn tượng trước quyết định của Harris khi chọn thống đốc bang Minnesota Tim Walz làm ứng cử viên phó tổng thống trong cuộc đua. Cô ca ngợi, ông là người đấu tranh không ngừng vì quyền lợi của cộng đồng LGBTQ+, quyền sinh sản và quyền tự quyết cơ thể của phụ nữ. Ông ấy đã chiến đấu vì những quyền này trong nhiều thập kỷ, Swift nhấn mạnh. Chủ nhân của nhiều giải Grammy cũng đưa ra thông điệp nhắn gửi đến cử tri, đặc biệt là những người đi bỏ phiếu lần đầu. Hãy nhớ đăng ký bỏ phiếu và xem xét việc bỏ phiếu sớm. Nghiên cứu và đưa ra lựa chọn của mình là tất cả những gì bạn cần làm. Tôi sẽ liên kết nơi đăng ký và thông tin về các ngày bỏ phiếu sớm trong câu chuyện của tôi, cô nói. Đáng chú ý, trong bài đăng này, Taylor Swift ký tên là Quý bà mèo không còn. Một phản ứng nhẹ nhàng nhưng sâu sắc trước lời bình luận ác ý của thượng nghị sĩ J.D. Vance, một đồng minh của Trump, người từng mỉa mai những phụ nữ không có con là những bà cô già nuôi mèo. Kèm theo bài đăng, Swift chia sẻ một bức ảnh mà cô đang bế chú mèo cưng Benjamin Button, nhân vật từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time cùng cô.
Sự ủng hộ của Swift được coi là bất ngờ đối với chiến dịch tranh cử của Harris. Theo nguồn tin từ NBC News, hai quan chức của chiến dịch đã gọi đây là một chiến thắng lớn cho Harris, nhất là sau phần trình diễn ấn tượng của bà trên sân khấu tranh luận. Một trong những quan chức này nhấn mạnh rằng sự ủng hộ của Swift cho thấy khả năng thu hút của Harris với các cử tri trẻ. Thực tế, sự ủng hộ của Taylor Swift không hoàn toàn bất ngờ. Trước đó, nữ ca sĩ đã ủng hộ ứng viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 và cho phép chiến dịch sử dụng ca khúc Only the Dawn của cô trong một đoạn quảng cáo. Tuy từng giữ quan điểm tránh xa chính trị, Swift đã thay đổi lập trường sau khi phát hành bộ phim tài liệu Miss Americana năm 2020. Trong đó, cô công khai lên án thượng nghị sĩ Marsha Blackburn và ủng hộ đối thủ của bà tại Thượng viện Finn Bredesen. Mặc dù Blackburn đã thắng cuộc đua đó, nhưng bài đăng của Taylor Swift trên Instagram khi ấy đã tạo ra làn sóng ủng hộ từ giới trẻ. Theo tổ chức Vote.org, số lượng người trẻ đăng ký bỏ phiếu đã tăng vọt sau bài đăng của nữ hoàng nhạc pop. Trong cuộc thăm dò toàn quốc do NBC News thực hiện vào tháng 11, có đến 40% cử tri đã đăng ký có quan điểm tích cực về Taylor Swift, trong khi chỉ có 16% có ý kiến tiêu cực. Đáng chú ý, 53% đảng viên Dân Chủ có quan điểm tích cực về cô, so với 28% đảng viên Cộng Hòa. Trong bài đăng mới nhất, Swift cũng phản bác lại những thông tin sai lệch được lan truyền trên mạng xã hội, bao gồm các hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, cho rằng cô ủng hộ liên danh đảng Cộng Hòa Donald Trump, J.D. Vance. Gần đây, tôi phát hiện một AI giả danh tôi đã ủng hộ chiến dịch của Donald Trump. Điều này hoàn toàn sai sự thật, Swift nói. Điều đó thực sự gợi lên nỗi sợ hãi của tôi về AI và những nguy cơ từ việc phát tán thông tin sai lệch. Đây là lý do tôi muốn rõ ràng về các lựa chọn của mình với tư cách là một cử tri trong cuộc bầu cử sắp tới. Cách đơn giản nhất để chống lại thông tin sai lệch chính là sự thật. Hơn 100 cựu quan chức Đảng Cộng Hòa hôm 18 tháng 9 theo giờ Mỹ bày tỏ ủng hộ bà Kamala Harris làm Tổng thống và nói rằng ông Trump không thích hợp để phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa. Sự ủng hộ đối với ứng viên tranh cử Tổng thống của Đảng Dân Chủ được các cựu quan chức chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia thảo trong một bức thư chung, theo Guardian. Chúng tôi tin rằng Tổng thống Mỹ phải là một nhà lãnh đạo nghiêm túc, ổn định và có nguyên tắc, bức thư viết. Chúng tôi phản đối quyết liệt chiến dịch của ông Trump. Với tư cách Tổng thống, ông ấy thúc đẩy sự hỗn loạn trong chính phủ, ca ngợi kẻ thù, phá hỏng mối quan hệ với các đồng minh, chính trị hóa quân đội và dè bỉu các cựu binh. Nội dung bức thư trình bày. Ông Trump cũng ưu tiên lợi ích cá nhân lên trên toàn thể lợi ích quốc gia, phản bội các giá trị, nền dân chủ và lập hiến của nước Mỹ. Bức thư viết tiếp. Cựu giám đốc CIA và NSA Michael Hayden và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel là những quan chức kỳ cựu lên tiếng ủng hộ bà Harris. Chúng tôi hình dung được bản thân sẽ bất đồng quan điểm với bà Harris về nhiều vấn đề chính sách đối nội và đối ngoại, các cựu quan chức viết trong bức thư. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng bà ấy sở hữu những phẩm chất cần thiết để trở thành Tổng thống, còn ông Trump thì không. Do đó, chúng tôi ủng hộ chiến dịch tranh cử của bà Harris, bức thư kết luận. Các cựu quan chức viết bức thư nói trên từng phục vụ dưới thời các cựu Tổng thống Ronald Reagan, cha con nhà Bush, Donald Trump, Bill Clinton và Barack Obama. Một số thành viên Đảng Cộng Hòa đang phục vụ trong Quốc hội cũng tham gia ký tên vào bức thư, thể hiện sự ủng hộ cho bà Kamala Harris. Một số cựu quan chức tiêu biểu ký tên vào bức thư nói trên, bao gồm các cựu Bộ trưởng Quốc phòng William Cohen và Chuck Hagel, cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI và Cơ quan Tình báo Trung ương CIA William Webster, cựu Giám đốc CIA và Cơ quan An ninh Quốc gia NSA Michael Hayden. Một số cựu quan chức từng phục vụ dưới thời ông Trump cũng tham gia bức thư ủng hộ bà Harris, bao gồm Mark Harvey và Elizabeth Naaman. 1.331 người ở bang Pennsylvania, 905 người ở bang Michigan và 1.075 người ở bang Wisconsin đã tham gia cuộc thăm dò mới nhất của Đại học Winnipeg vào ngày 12 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9. Kết quả cho thấy, Phó Tổng thống Mỹ bà Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump tại ba bang chiến trường Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Được biết, cả ba bang đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Cụ thể, tại Pennsylvania, bà Harris nhận được 51% sự ủng hộ của cử tri,
trong khi ông Trump đạt 45%. Tại Michigan, bà Harris dẫn trước với tỷ lệ ủng hộ đạt 50%, cao hơn so với 45% của ông Trump. Còn cuộc đua ở bang Wisconsin thì xích sao với tỷ lệ ủng hộ bà Harris và ông Donald Trump lần lượt đạt 48% và 47%. Những bang này được xem là bức tường xanh do tầm quan trọng của chúng đối với các ứng viên đảng Dân Chủ. Cuộc khảo sát được thực hiện sau cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9, trong đó bà Harris được đánh giá thể hiện xuất sắc hơn. Điều này phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai ứng viên khi cả hai đều cần chiến thắng ở ba bang này để có cơ hội trở thành tổng thống. Được biết, ông Trump đã thắng ở cả ba bang hồi năm 2016, nhưng tổng thống Joe Biden đã lật ngược tình thế và giành chiến thắng vào năm 2020. Cuộc thăm dò cũng ghi nhận nhiều cử tri có thiện cảm với bà Harris hơn ông Trump. Bên cạnh đó, cử tri tại Pennsylvania và Michigan đánh giá vị cựu tổng thống có khả năng xử lý nền kinh tế tốt hơn, với 50% ủng hộ ông so với 48% dành cho bà Harris. Tuy nhiên, một yếu tố bất lợi cho ông Trump là các chiến lược công kích của Đảng Cộng Hòa tập trung vào nhập cư và kinh tế có thể đang mất đi sự hiệu quả khi nhiều cử tri không thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai ứng viên về cách giải quyết những vấn đề này.